Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công bố thông tin về việc giao dịch khối lượng lớn cổ phiếu FLC mà không báo cáo, không công bố thông tin của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC. Ngày hôm qua, ngày 10 tháng 1, ông Trịnh Văn Quyết đã bán 74,8 triệu cổ phiếu nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Cũng trong tối ngày hôm qua, trên website của FLC bất ngờ đăng tải thông tin về việc ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1. Nhiều nhà đầu tư cũng nghi ngờ việc FLC đã chỉnh sửa giờ đăng tải thành 8 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1, tức là đã đăng 5 ngày trước đây. Ngay trong sáng nay, website cũng đã sửa lại thông tin, chuyển thành ông Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 14 tháng 1. Đến 10 giờ 40 phút ngày hôm nay, cổ phiếu FLC đã tiếp tục giảm thêm 6,45% về mức 19.800 đồng một cổ phiếu. Một đoạn video được đăng tải và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội những ngày qua về việc một cán bộ cảnh sát giao thông trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý giao thông đã có những lời lẽ ứng xử thiếu chừng mực với người dân. Vụ việc thu hút sự chú ý với nhiều bình luận gay gắt. Những người trong cuộc đã thông tin với phóng viên VTC1. Mời bác kiểm tra đâu không? Không. Ông cao tôi không cao. Ông cao tổng. Được rồi, bác tôi cao. Đây là đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày qua. Ông Nguyễn Văn Lý, nhân vật trong đoạn video cho rằng, sở dĩ xảy ra việc tranh cãi là do cán bộ cảnh sát giao thông huyện Yên Thành không thực hiện đúng điều lệnh khi dừng phương tiện kiểm tra. Còn theo báo cáo của Tổ công tác Công an huyện Yên Thành, vào khoảng 21 giờ 15 phút tối ngày 5 tháng 1 năm 2022, tại chốt kiểm tra trên quốc lộ 48E, đoạn qua địa phận xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, tổ công tác gồm 4 đồng chí do Đại úy Vũ Duy Thăng làm tổ trưởng đã tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện xe ô tô con biển kiểm soát 37A26363 do ông Nguyễn Văn Lý điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề. Tuy nhiên, ông Lý đã không chấp hành và có lời nói xúc phạm, nặng lời với tổ công tác dẫn đến việc tranh cãi. Đại úy Thăng khẳng định bản thân không sử dụng rượu bia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình, trong video clip, người dân có phản ảnh tôi là có sử dụng rượu bia, nhưng mà thực tế chúng tôi cũng thực hiện, báo cáo các anh là chúng tôi hiện tại đang thực hiện nghiêm chỉ thị 12 của lệnh của Đảng bộ Công an tỉnh về vấn đề chấp hành rượu bia trong giờ làm việc và giờ trực. Thì chúng tôi thực hiện trong giờ trực, chúng tôi tuyệt đối không uống rượu bia. Cơ sở nào bạc cho đăng lên thẳng hôm đó là có uống rượu và lý do tại sao bạc không? Lý do tôi phân ngộ ra câu nói là vì thời anh á, thực sự anh hơi vội vàng, rồi vội vàng, thì có thể cái vội vàng thì mặt anh nó đỏ, nóng lấy thì mặt anh nó đỏ lấy. Thì thực sự mà nói chấm thì tôi cũng thực sự là không dám nói. Sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành đã chỉ đạo và yêu cầu những cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong đoạn video trên báo cáo sự việc để tiến hành xác minh xử lý. Và trong quá trình làm đó thì cá nhân đồng chí Vũ Duy Thăng thì có nói tiếng to. Ở đương nhiên thì cái việc này thì trong cái văn hóa ứng xử giao thông thì cũng cần phải là rút kinh nghiệm. Chúng tôi thì nói rõ rằng là trong quá trình anh em thực thi nhiệm vụ, nếu sai sót chỗ nào thì mình phải nhận lỗi. Và tùy theo tính chất mức độ, chúng ta xử lý. Và nếu anh em làm đúng, thì chúng ta cũng phải động viên anh em. Sau khi xảy ra sự việc, giữa cá nhân Đại úy Vũ Duy Thăng và ông Nguyễn Văn Lý đã gặp gỡ trực tiếp để trao đổi rõ nội dung sự việc. Lần đầu tiên, Bộ Công Thương đã kéo dài chương trình tháng khuyến mãi tập trung quốc gia từ tháng 12 sang tháng 1, cho phép các doanh nghiệp được phép giảm giá rất sâu nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua, thúc đẩy sản xuất trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa. Tại Khánh Hòa, hệ thống các cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại cùng nhà cung cấp các nhãn hàng áp dụng các gói khuyến mãi cho gần hết các mặt hàng. Okay. Nắm bắt xu hướng của người tiêu dùng, các doanh nghiệp tập trung khuyến mãi các mặt hàng được tiêu thụ mạnh như thời trang, giày dép, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chế biến. Đối với những cái sản phẩm mà mình thực hiện cái việc kích cầu giống như là khuyến mãi thì tùy thuộc vào từng sản phẩm, nhưng mà những cái sản phẩm nào có xu hướng khuyến mại nhiều thì người dân sẽ mua nhiều, đặc biệt là những cái sản phẩm liên quan đến thức ăn nhanh và những cái sản phẩm mà mua có thể sử dụng ngay lập tức được thì cái sản phẩm khi mình đưa ra khuyến mại đấy thì thấy cái hiệu ứng rất là tốt. Vừa qua là các cái doanh nghiệp cũng tích cực là tham gia
để kích cầu tiêu dùng cho thực hiện cái việc khuyến mãi là giảm giá với cái hạn mức là trên 50%, có thể lên tới 100%. Trước khi là so với cái quy định là bình thường không làm cái chương trình khuyến mãi tập trung á, thì để thực hiện chỉ hạn mức chỉ 50% thôi. Tuy nhiên là trong cái tình hình dịch Covid-19 á, thì các cái doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng á, thì cái hoạt động và mua bán thì nó cũng hơi chậm. Do đó là cái hưởng lợi của cái chương trình khuyến mãi đối với người tiêu dùng mà nó cũng bị hạn chế. Nhằm tiếp tục kích cầu, hiện tại các doanh nghiệp vẫn vận dụng chính sách khuyến mãi theo quy định của Nghị định 81/2018, quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại trước 30 ngày của Tết Nguyên đán, với hạn mức giảm giá trên 50-100%. Đây cũng là chủ trương của ngành công thương nhằm kéo dài thời gian khuyến mãi, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ người tiêu dùng được tiếp cận nhiều hơn với các gói ưu đãi về giá sau gần 2 năm đời sống kinh tế khó khăn, thu nhập giảm sút do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mùa Tết á, thì theo cái quy luật thì sẽ sức mua là bao giờ nó cũng sẽ tăng lên so với ngày thường. Và cộng thêm cái việc mà thực hiện cái chương trình khuyến mãi là kích cầu cho người tiêu dùng tham gia mua sắm hàng hóa nhiều hơn, thì tôi hy vọng là trong cái thời gian từ đây đến Tết là sẽ cái doanh số bán hàng của các cái doanh nghiệp cũng sẽ tăng lên. Như vậy, hoạt động thương mại có 2 tháng liên tiếp triển khai hàng ngàn chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm bù đắp sự sụt giảm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm 2021. Từ đó, tạo đòn bẩy phục hồi sức mua của thị trường nội địa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chuẩn bị những chiếc bánh chưng, những món quà Tết để tặng bà con trên biên giới. Mang Tết sớm đến với nơi biên cương, các cán bộ chiến sĩ hy vọng bà con có hoàn cảnh khó khăn, sống dưới chân dãy gian măng, có một năm mới ấm no, đầy đủ và vui tươi. Một mùa xuân mới lại về nơi xã biên giới Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Để kịp thời chăm lo Tết cho những hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách ở vùng cao, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cùng các đơn vị đóng quân trên địa bàn biên giới đã tổ chức chương trình Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản. Chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi như thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, giao lưu văn nghệ, hội thi gói bánh chưng xanh, tặng quà cho các hộ gia đình. Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản, là dân bản chúng tôi là rất là phấn khởi, là vui mừng lắm. Bởi vì dân chúng tôi là các hộ đói nghèo ở của xã biên giới, vùng sâu vùng xa, là chúng tôi là có cái chương trình đó là chúng tôi rất phấn khởi lắm. Tiếp theo là chúng tôi sản xuất là phát triển kinh tế để kinh tế của hộ gia đình là trong dân bản chúng tôi là càng đi lên để khỏi làm khổ để ngăn nước. Chương trình Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản năm nay có sự đồng hành của đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị đứng chân trên địa bàn như Chi cục Hải quan, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an Quảng Bình, Thanh đoàn Đồng Hới, Đoàn xã Dân Hóa và các trường tiểu học mầm non xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Chương trình Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản đã dành 50 suất quà tặng các em học sinh trường mầm non Bãi Dinh và trường tiểu học Bãi Dinh, 50 suất tặng các gia đình chính sách và hộ nghèo. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ và các thành viên đã tổ chức gói và nấu 100 cặp bánh chưng tặng bà con dân bản. Cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cha Lo đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn để tổ chức cái chuỗi chương trình Xuân Biên Giới Ấm Lòng Dân Bản nhằm góp một phần nhỏ cùng với Đảng, Nhà nước cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo cái Tết cho người nghèo thật đầm ấm và vui tươi để củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế và xã hội trên địa bàn. Từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình sẽ đồng loạt tổ chức chương trình Xuân Biên phòng Ấm Lòng Dân Bản, các chương trình xuân hướng về biên giới. Bộ đội biên phòng sẽ chủ trì và kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng hỗ trợ để có hàng nghìn xuất quà, phần nào giúp đồng bào trên biên giới Quảng Bình
đón một mùa xuân thật vui tươi, ấm áp.